bị bố tác động vật lý, bé gái 13 tuổi lấy hết can đảm nhắn tin lên tổng đài bảo vệ trẻ em. Chiều ngày 8 tháng 8, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, một cháu bé bị bố tác động vật lý đã chủ động nhắn tin lên tổng đài bảo vệ trẻ em 111. Theo cơ quan chức năng, sáng ngày 2 tháng 8, cháu LTBA, 8 tuổi, trú tại phường Việt Hòa, sang nhà hàng xóm chơi và lấy trộm tiền. Số tiền không lớn, cháu BA trả lại ngay. Tuy nhiên, bố của BA đã tác động vật lý con gái. Nghi ngờ LTPT, 13 tuổi, xúi giục em gái lấy tiền, nên khoảng 10 giờ cùng ngày, người bố này đã tác động vật lý BT trước mặt bà nội cháu và một người họ hàng. BT bị bố tác động chủ yếu vào phần tay, chân và đùi bằng gậy tre. Sau khi bị tác động vật lý, BT hỏi được số điện thoại của tổng đài bảo vệ trẻ em 111 nên nhắn tin vào số tổng đài. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Ủy ban Nhân dân phường Việt Hòa nhận được tin báo từ tổng đài 111 thông qua cán bộ lao động, thương binh và xã hội phường. Sau đó, Ủy ban Nhân dân phường Việt Hòa, Ban bảo vệ trẻ em của phường thành lập tổ xác minh gồm các thành viên trong Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe trẻ em phường Việt Hòa cùng lực lượng công an khu vực, đại diện khu dân cư xuống nắm thông tin vụ việc và lập biên bản. Quá trình làm việc với cháu T, tổ công tác được biết đây không phải là lần đầu tiên cháu bị bố tác động vật lý. Tổ công tác cũng làm việc với bố của hai cháu nhưng người này không hợp tác. Ủy ban Nhân dân phường Việt Hòa cũng báo cáo sự việc lên các cấp trên để nắm bắt thông tin, đồng thời chỉ đạo công an phường thường xuyên nắm tình hình, tuần tra, bám sát khu vực nhà các cháu bé đang ở. Nếu phát sinh các tình huống tiếp theo, đơn vị chủ động phối hợp xử lý và có biện pháp răn đe đối với người bố. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.